Thưa quý vị, khi nhắc đến Trung Quốc, nhiều người đã mặc định trong đầu rằng đó là cái nôi chuyên sản xuất hàng giả, hàng nhái nổi tiếng thế giới. Không chỉ hàng điện tử hay hàng gia dụng mà thực phẩm cũng được làm giả giống y hệt như thật, khiến người dùng không biết đâu mà lần. Chúng ta đã từng chứng kiến những vụ sữa bột giả hay gạo giả Trung Quốc bị phanh phui gây chấn động thế giới, nhưng đó chỉ là tai nghe, còn mắt thấy thì có lẽ nhiều người vẫn chưa được chứng kiến. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cho quý vị một sở thị cách mà người Trung Quốc tạo ra thực phẩm giả, cũng như những kiểu gian lận mà không ai có thể ngờ tới. Một khi đạo đức con người xuống dốc thì việc gì họ cũng dám làm, chỉ vì tiền mà những người này bất chấp lương tâm, coi rẻ sức khỏe và tính mạng của người khác. Vậy nên chẳng trách gì mà Trung Quốc ngày nay dịch bệnh, thiên tai, thảm họa xảy ra liên miên. Đó chẳng phải là lời cảnh tỉnh của thần trước khi Ngài giáng tai họa xuống đất nước tỷ dân này hay sao? Hải sản ngập trong thuốc ngừa thai. Không ăn sẽ chết mà ăn sẽ chết nhanh hơn. Câu nói tỏ ra sự bất lực về thực phẩm nhiễm độc tràn lan trên thị trường Trung Quốc. Người dùng bất lực vì không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, cứ nhắm mắt nuốt độc vào người. Người tiêu dùng thông thái bây giờ chỉ còn biết cách than trời, trông mong vào sự may mắn, còn những thủ thuật của một bộ phận nông dân Trung Quốc thì vô biên. Đây là cách để người bán cua có thể biến một con cua bình thường thành con cua gạch. Chỉ với một ống tiêm và vài quả trứng gà, họ đã có thể tăng giá trị và trọng lượng con cua này lên gấp đôi. Con cua này bị tiêm nhiều lần cho đến khi nào không tiêm vào được mới thôi. Đừng nói chuyện nhân đạo với động vật ở đây, đối với tính mạng con người, họ còn không màng đến, huống hồ với một con cua. Các nhà hàng ở Trung Quốc thường hay có các món cá da trơn và lương tự nhiên. Biết được nhu cầu này, những người chăn nuôi ở tỉnh Giang Tô đã tìm đủ mọi cách để làm sao cho vật nuôi được lớn nhanh nhất có thể và có màu sắc giống như lương tự nhiên nhất. Trong số các loại thuốc và hóa chất mà họ cho cá và lương ăn có cả thuốc tránh thai. Nguyên nhân vì trong chu kỳ sinh trưởng, nếu lương mang thai sẽ làm chậm sự phát triển, giảm trọng lượng và người nông dân sẽ phải thất thu. Vì vậy, họ đã trộn thuốc tránh thai vào thức ăn của lương để nó không mang thai, từ đó thu về lợi nhuận cao hơn. Khi chúng ta ăn những con lươn này, đồng nghĩa chúng ta đang uống thuốc ngừa thai. Điều này giải thích vì sao ngày nay tình trạng hiếm muộn xảy ra rất nhiều, không chỉ ở Trung Quốc mà ở các quốc gia vốn lệ thuộc vào các mặt hàng của Trung Quốc. Còn đây là cách người bán rùa biến một con rùa nuôi thành rùa tự nhiên để bán được với giá cao hơn. Anh cho biết đầu tiên sẽ dùng kim chích vào chân rùa, rồi tiêm vào nó một loại hóa chất màu vàng. Con rùa khi bị đau sẽ trở nên hung dữ, trong khi loại hóa chất sẽ làm cho da của nó có màu sắc giống như rùa hoang dã. Cá lóc cũng vậy, họ sẽ ngâm chúng trong một thùng hóa chất màu đen để nó có màu sắc giống như cá lóc đồng. Các loại ốc, hải sản cũng không thoát khỏi cảnh bị ngâm trong thùng thuốc ngừa thai. Bằng cách này, hải sản sẽ uống nhiều nước hơn, từ đó tăng trọng lượng lên rất nhiều. Còn đây là cách ông chủ này chế biến món tôm hùm đất, một món ăn độc hại nhưng lại được nhiều người ưa dùng ở Trung Quốc. Tôm hùm đất mua về phần lớn là tôm chết và sẽ được tẩy trắng bằng oxit oxalic. Đây là loại axit rẻ tiền và có tính ăn mòn cao. Nó thường được dùng làm chất tẩy rửa công nghiệp và các nhà vệ sinh. Sau khi tôm được tẩy trắng và loại bỏ phần thịt thối, họ sẽ bơm vào một loại thịt giả vào vỏ tôm, bên ngoài quết thêm một lớp màu đỏ bắt mắt rồi đem nướng. Và như thế là đã có một món tôm hùm để bán ra bên ngoài. Xin Chi Fei, một người nổi tiếng trên Internet, vào năm 2022 đã đăng tải hàng loạt các video để vạch trần cách thủ đoạn chế biến thực phẩm bẩn ở Trung Quốc. Trong đó có video về cách chế biến cua đóng gói gây kinh ngạc cho người xem. Cua ở đây thực chất là những loại cá rẻ tiền được xoay nhuyễn với các loại bột rồi thêm hương liệu và màu sắc sao cho giống với cua thật và sau đó đóng gói đem đi tiêu thụ. Với cách chế biến này, họ giảm được hơn 50% giá thành sản xuất. Được biết khoảng 1/3 mặt hàng thịt cua chế biến sẵn ở Trung Quốc hiện nay đều được làm theo cách này. Thịt bò giả. Còn đây là quy trình chế biến thịt bò giả ở Trung Quốc.
Nguyên liệu để làm ra cái gọi là thịt bò bao gồm đủ các loại thịt phế thải được thu gom ở các lò giết mổ, sau đó được tẩy trắng bằng hóa chất cực mạnh, rồi xoay nhuyễn. Trong quá trình này, họ sẽ cho thêm vào các loại bột để tạo độ dai và đàn hồi cho thịt. Một thành phần không thể thiếu để khiến món thịt bò này trông như thật là gelatin. Gelatin là một protein động vật dạng gel không màu, không vị, trong mờ, giòn, được sử dụng để làm thực phẩm, ngoài ra còn cho mục đích công nghiệp. Sau khi tất cả được trộn lẫn vào nhau, thì đố ai có thể phân biệt được đâu là thịt bò thật và đâu là thịt bò giả nữa. Từng lớp mỡ, từng đường gân, thậm chí là mạch máu đều trông giống như thật. Kinh hoàng hơn là sản phẩm thịt bò được chế biến sẵn, đó là những loại thịt được lấy từ các loài động vật đã chết hoặc bị mắc bệnh và không được kiểm dịch. Để cho chúng có màu sắc bắt mắt và bảo quản được lâu hơn, họ đã sử dụng màu carmin và nitrit. Những người liều lĩnh hơn còn tạo ra loại thịt từ trứng, tinh bột và protein thực vật để tạo ra một loại thịt tổng hợp, sau đó cho thêm các chất phụ gia khác nhau để nó giống với thịt bò về hình dáng và kết cấu, mặc dù nó không hề có một chút thịt nào. Còn đây là khô bò giả, bề ngoài trông vô cùng bắt mắt nhưng thực ra nó được tạo ra từ các loại chất dẻo và phẩm màu. Người mua sau khi kiểm tra đã thử đốt nó bằng lửa thì nghe mùi khét của nhựa cháy. Giá của 1kg thịt bò nhựa này khoảng 200-400 nhân dân tệ, tương đương 700-1,4 triệu đồng. Để làm loại khô này, họ đổ hỗn hợp thịt giả vào một loại khuôn, rồi sau đó phun hóa chất và tẩm gia vị vào, xem như một món hàng để đi bán. Gạo nhựa. Bạn đã bao giờ chứng kiến cảnh chế biến gạo nhựa hay chưa? Nếu chưa thì video này sẽ cho quý vị mở mang thêm tầm mắt của mình. Đây là quy trình sản xuất gạo giả bằng nhựa của Trung Quốc. Ban đầu, nhựa được cho vào chiếc máy cán thành sợi dài, chạy qua máng nước làm nguội. Sau đó, nó sẽ được cắt nhuyễn thành dạng hạt có kích cỡ của hạt gạo thật. Bằng mắt người thường, chúng ta khó mà phân biệt được đâu là gạo giả và đâu là gạo thật. Thậm chí, những hạt gạo nhựa này còn bóng bẩy, bắt mắt hơn cả gạo thật. Chỉ khi nấu thành cơm thì người ta mới cảm nhận được sự khác biệt này. Ngay cả loại đặc sản gạo xanh của vùng Đông Bắc Trung Quốc này cũng là nạn nhân của những người làm hàng giả. Trứng giả. Từ lâu chúng ta cũng nghe nói về trứng giả Trung Quốc, nhưng ít ai biết được nó làm như thế nào và đây là cách họ làm ra nó. Để tạo lòng trắng trứng, người ta chỉ cần cho muối arginate và nước rồi khuấy đều, hình thành dung dịch có màu trắng và độ chín giống hệt lòng trắng trứng gà thật. Sau đó, người ta lấy một phần lòng trắng thêm vào chút màu thực phẩm vàng chanh để tạo thành hỗn hợp sử dụng làm lòng đỏ. Bước thứ hai, hỗn hợp tạo lòng đỏ được đưa vào những chiếc khuôn hình cầu có đường kính tương đương với lòng đỏ trứng gà thật và nhúng thật nhanh vào nước vôi. Mặt ngoài của lòng đỏ trứng gà nhanh chóng hình thành một màng định hình trong suốt. Khoảng một phút sau, lòng đỏ trứng gà chính thức thành hình. Đem lòng đỏ đặt vào bên trong lòng trắng, lúc này quả trứng gà giả không khác gì một quả trứng gà thật đã được bóc vỏ. Bước cuối cùng được hoàn thành bằng cách dùng chỉ xuyên qua quả trứng gà giả chưa có vỏ, rồi nhúng vào hỗn hợp tạo vỏ trứng. Điều chế từ sáp ong và canxi carbonate vài lần và làm khô vỏ ngoài trước khi cho cả quả trứng gà giả vào nước lạnh để rút chỉ và định hình. Kết thúc quá trình làm ra quả trứng gà giả hoàn chỉnh. Ngoài ra, các loại thực phẩm khác như mì sợi, đậu hũ, mật ong, bánh bao, bánh kẹo, v.v. Có bao giờ chúng ta tự hỏi vì sao y học ngày nay dù tiến bộ nhưng lại không thể trị tận gốc bệnh tật của con người hay không? Đơn giản bởi vì con người ngày nay không chỉ mắc bệnh về thân thể vật chất mà còn trị tật trong tâm hồn, méo mó ở đạo đức nên mới sinh ra rất nhiều những căn bệnh quái dị như thế. Vậy nên, nếu muốn đẩy lùi bệnh tật, giảm bớt gánh nặng cho xã hội, thì trước tiên mọi người chúng ta cần phải tu dưỡng đạo đức, từ bỏ tham lam, ích kỷ, từ đó mới có thể tự cứu mình và giúp được người khác. Và đến đây cũng đã khép lại chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, Đoàn Thơ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.